nghỉ. Hôm nay trong cái cơ duyên thù thắng này, chúng con xin kính gửi đến chư vị một lời tri ân của một gia đình đã tiến đưa người thân của mình được vãng sanh. Kính mời chư ban tổ chức sẽ đưa lên cái video của hương linh đã được hộ niệm vãng sanh, và xin mời cư sĩ Diệu An sẽ đọc cái lời tri ân này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Con xin kính chào các cha, các má, các chư vị đồng tu trên Zoom thế giới hộ niệm. Con tên là Nguyễn Trần Truyền, là con trai trưởng của mẹ con là Nguyễn Thị Vừng, pháp danh Diệu Vân, 84 tuổi. Con vô cùng hoan hỷ báo tin vui. Mẹ con có ba người con, hai trai, một gái. Mẹ con ở với gia đình chúng con. Mẹ con là người hiền lành, thật thà, chịu thương, chịu khó. Vất vả một tay mẹ gánh vác, lo toan cho gia đình, lo cho tất cả anh em chúng con. Vì bố của con thì ra đi từ hồi chúng con còn nhỏ dại. Cách đây hơn một tháng, mẹ con bị đột quỵ. Chúng con đưa mẹ đến bệnh viện cấp cứu mới phát hiện ra mẹ bệnh bị nhĩ tim, vai viêm phổi giai đoạn cuối, bác sĩ trả về. Trong nhà vợ con cũng là người ăn chay, niệm Phật. Vợ chồng con thống nhất mời ban hộ niệm của cô chú Phúc Nguyên Diệu Thúy ở Phủ Lý, Hà Nam. Gia đình chúng con được ban hộ niệm tới nhà chia sẻ 15 điều quy định dành cho thành viên của gia đình người bệnh. Vợ chồng con đều nhất trí thực hiện tất cả những gì mà ban hộ niệm yêu cầu. Vào 16 giờ 40 phút chiều ngày 18 tháng 11 năm 2023, mẹ của chúng con đã chút hơi thở cuối cùng trong tiếng niệm Phật của ban hộ niệm và gia đình. Sau 12 giờ trợ niệm liên tục, mẹ chúng con đã để lại thoại tướng bất khả tư nghì, khuôn mặt tươi sáng, mỉm cười, chân tay mềm mại. Môi mẹ con lúc ốm thì thâm sì, bây giờ đã trở lại bình thường, tươi hồng. Pháp hộ niệm thật là vi diệu. Vợ chồng chúng con, dân làng, anh em họ hàng, con cháu ai nhìn thấy thoại tướng của mẹ con cũng đều sinh tâm hoan hỉ. Đây cũng là bài học cho vợ chồng chúng con, cho tất cả mọi người, nhất là con cháu trong gia đình. Con xin được thay mặt gia đình thành tâm tri ân chư tôn đức tăng ni, tri ân thầy Diệu Âm Tịnh Hải, tri ân ban tổ chức đường Zoom thế giới hộ niệm, tri ân chú Phúc Nguyên, cô Diệu Thúy cùng ban hộ niệm Phủ Lý Hà Nam đã giúp mẹ chúng con được thành tựu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, con xin chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của ban hộ niệm cũng như là gia đình. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, từ khi có chư tôn đức tăng ni cùng thầy Diệu Âm Tịnh Hải triển dương phương pháp hộ niệm, mà cho tới nay những thoại tướng tốt của những người hữu duyên với hộ niệm không thể tính đếm được hết. Quả thực đây là pháp đại cứu tinh cho hàng phàm phu trong thời mạt pháp. Vạn nhân tu, vạn nhân có phước phần vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con cúi xin trên chư tôn đức tăng ni và các Phật tử khắp nơi trên toàn thế giới, đặc biệt tại Việt Nam, hãy trân quý, lan tỏa, xiển dương phương pháp hộ niệm để nhà nhà người người ai cũng có phước phần vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc bằng phương pháp hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm và tri ân công đức. Cảm ơn Diệu An. Hôm nay chúng con còn một chi tiết nữa là từ kim khẩu của Hòa Thượng Thích Minh Thông đã nói. Ngài nói, tôi đã xem qua hai cái quyển sách của Thầy Tịnh Hải, thấy rằng đây là những cái lời pháp vô cùng là thực tế, thực thi để giúp người niệm Phật vãng sanh. Thầy Diệu Âm Tịnh Hải đã dùng tất cả cái tâm chân thành tha thiết của mình đưa vào cái quyển sách này. Tôi đọc mà tôi rơi nước mắt. Chư vị có thấy những cái lời quý báu này không? Con hỏi là chư vị chúng ta có trân quý cái pháp hộ niệm này không? Vô cùng là thù thắng, xin các cha các má hãy trân quý cái cơ hội này để chúng ta có phước phần vãng sanh. Một lần nữa chúng con xin thành tâm tri ân công đức của Hòa Thượng, của tất cả chư tôn đức tăng ni, của thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Nam mô A Di Đà Phật.